Dạ vâng, em xin chào anh Lộc Phan. Thì hiện tại em đã lựa ra 6 cặp bông trang. Thứ nhất là cây cặp màu đỏ, cái cặp màu cam, cái cặp màu vàng, màu vàng, cái cặp màu hồng phấn, cái cặp màu tím sen và màu trắng. Thì em đã soạn ra hết rồi, nhưng mà khi sáng đó, trời mưa quá, thành ra là cho em hẹn lại là ngày mai gửi nha anh, bởi vì anh đã chuyển khoản đầy đủ trong tối hôm rồi. Thì đáng lý hôm nay là em gửi, mưa quá, trời mưa anh ơi, thành ra bây giờ cái bầu ảnh nước chứa ảnh ướt trong đây quá trời nước. Thứ nhất là ảnh nặng, thứ hai là ảnh ướt nước. Mình đóng hầm quá cái ảnh cũng ẩm. Thành ra là anh cho em hẹn lại là mai em gửi nha anh.